Xin chào anh em, cả ngày chỉ mong đợi được lên đây trò chuyện, kể chuyện với anh em mà thôi. Anh em có mong đợi những tình huống hài hước, cười ra nước mắt từ tôi không nè? Hứa hẹn hôm nay sẽ đem đến những khoảnh khắc lầy lội nhất từ trước đến giờ luôn nha. Mới đầu cho video ngày hôm nay là một cô nàng vô cùng là quyến rũ với bộ trang phục bó sát màu đen này. Không những vậy hả, cổ còn nhảy nhót một cách nồng nhiệt luôn nha mọi người ơi. Nồng nhiệt tới nỗi mà bộ tóc cũng phiêu theo nhạc và dính cứng ngắc vào đùi guốc của cổ luôn. Trời đất ơi, chịu nổi không? Khả năng thì vô biên, đựng cái hơi xù xíu thôi hả. Không sao, vẫn nở nụ cười ẻ trên môi nha. Bây giờ thì cùng đến với chuyên mục siêu cấp VIP Pro từ các chàng trai bảnh tọn của chúng tôi đây nè nha. Coi cho kỹ ha. Từ lúc lấy đà đến khi tiếp đất đó hả, thì dường như không hề có một động tác thừa nào đến từ phía anh chàng đẹp trai mà lem này. Cái trò đấy mà đi tán gái là hết sảy con bà bảy luôn nha. Tiếp theo là một chàng trai tuy không biết body ảnh ra sao, gương mặt có điển trai hay là không, nhưng mà quá xe như này thì đúng là có 102, cháy quá luôn anh em ạ. Chẳng cần con Lamborghini hay là Ferrari gì đó, đi con này thì tôi nói bao ánh nhìn đều đổ dồn về bạn, chẳng khác gì siêu xe luôn á chứ. Chốt lại là chất chơi người dơi luôn nha anh bạn ơi. Mới sáng đi chợ mà xui như này thì ai hổng bực mình cho được. Nhưng mà cái gì cũng phải bình tĩnh, chờ như anh chàng này hả là mất ăn luôn á nha. Đó thấy chưa. Chắc quả dưa cũng hờn ảnh dữ lắm á. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn hồng rồi. Thà bị cắt ra rồi anh ăn tôi, chứ tự nhiên giẫm nát đầu muốn chết hả. Còn tiếp theo đây là chuyện không ai muốn luôn nè. Cái đứa ở lâu nhà cũng không muốn, mà cái đứa ở làm đổ cũng đau khổ dữ lắm á chơ. Mai mốt á, làm việc hiểu ý nhậu xíu hả mấy anh trai. Còn không á, thì khi nào lâu nhà xong thì nhá máy cho cái anh bê đồ ăn xíu. Cùng lắm á, là để cái bảng cảnh báo sàn chương trực ở đó. Chơ nhìn cảnh này mà muốn khóc giùm thiệt sự luôn á chơ. Chiều đi học về, ra con suối ném đá, xả stress xíu. Mà ai ngờ đâu bị nhận cú sốc đầu đời như thế này đây. Hai được rồi. Trách ai bây giờ, chỉ trách tại mình xui mà thôi. Chắc là về kỳ nãy hả là dành tiền đi kéo chân thôi nè. Bước một phát là qua luôn, khỏi cần nhảy nhót gì hết trơn á. Có ai mong muốn mình cao thêm không nè? Nếu có thì hãy comment để coi thử coi mình có giống nhau không nha. Còn đây là một em chó vô cùng thông minh, nhưng mà chủ của em mới dạy có nửa bài đầu là nhặt cành cây thôi, chứ chưa có dạy cái bài mang vô nhà. Đó, coi cái mặt của em hoang mang mà mắc cười á quý vị. Còn đây hả thì chắc có lẽ là ông bố tội nghiệp nhất năm rồi. Có đứa con gái Thùy Mỹ nết nà dễ sợ luôn à. Đang ngủ ngon lành đem lấy cái máy hút bụi hút cái hàm râu giả ra coi có tức không. Trời ghê chưa, ghê chưa. Trời đất ơi, đẻ đứa con cũng mát ruột mát gan ghê vậy á. Chuyến này là thèm ăn roi đây mà. Rồi, tới công chuyện luôn nha. Đây, tiếp theo là những anh chàng tuy không có xe hơi nhưng mà máy ảnh có skill lướt trên mặt đất, cầu thang, nói chung là ở đâu cũng được, chỉ với một đôi giày thôi. Đó, cái bộ môn này hả chắc chắn không cần xa lạ gì với các bạn rồi đúng không nè. Nhưng mà để trượt một cách VIP Pro như mấy anh này hả cũng phải trải qua đắng cay ngọt bùi, bầm minh bầm mấy dữ lắm á chứ, có dễ dàng gì đâu, phải không? Video tiếp theo chắc là anh em của tôi sẽ khoái lắm mà xem. Đó, gái đẹp gái xinh trắng trẻo không một vết mũi đốt như này thì tội gì mà không ngắm vậy. Nhưng mà hồng nhan thì bạc phận mà, phải không? À.
ảo thật đấy. Đã cố né cái dù rồi mà vẫn bị trùm lên đầu vậy đó. Thôi thì cắt cái khúc bị tai nạn đi, rồi hãy post lên mạng nha cô gái xinh đẹp ơi. Nói tới game thủ thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến những người này đúng không? Nhưng game thủ của chúng tôi hơi bị khác đấy nha. Đây, chính là em mèo siêu cấp cưa tê này nè. Không tin chứ gì. Rồi, để em trổ tài ra là biết ngay ấy mà. Đó, coi đi. Ê, trò này tới tay em là thôi y bài quý vị ơi. Game phải nói là dễ quá luôn á chứ. Nhà bạn nào có một em như này thì auto phá đảo mấy trò bắn cá nha. Đó, mèo nhà người ta thì biết chơi game. Con mèo nhà mình hả, coi có chán không nè. Gọi luôn, đang dở trận banh mà như này thôi xác định tối nay có món thịt mèo luôn rồi. Tôi đùa chút thôi nha. No, God, please, no, no. Nhưng mà quả này cũng phải sót lắm chứ quý vị. Cái tivi máy cũ bay trong một cú nhảy của bé mèo. Thôi, chắc không phải bán mèo, mua tivi coi đá banh hết. Đây, hết mèo rồi, giờ mình tới chó ha. Coi bộ chú cúng có bộ lông trắng tinh này đang chăm chú nhìn cái gì đó mà tôi không biết là cái gì. Đó, coi kìa, say mê quá trời trời mà không thèm nhìn đường luôn. Đó, xong luôn không. Ta nói lo nhìn đi đâu không à, chứ có tuân thủ luật giao thông đâu. Mà may hả là nhẹ, chứ mạnh là đền xe cho người ta mất rồi. Cô chủ cười như được mùa, còn cái mặt chú cúng nhìn vẫn còn tỉnh lắm luôn nha quý vị ơi. I got you. Đây, chú chó này thì khác rồi nha. Chú không có nhìn đi đâu hết trơn á. Đi đứng cũng bình thường lắm, mà được cái là chú không có biết điều thôi à. Trời ơi, thôi trường hợp này là tôi cũng câm nín, miễn bàn luận luôn á quý vị. Mấy ông bác kia chắc cũng đứng hình ngồi nhìn chứ có biết làm gì đâu. Cúng nhà ai mà vô tư hồn nhiên dễ sợ luôn à. Được một bữa chăm chỉ cắt cỏ cho ba mà như này đây các bác ạ. Con gái của bố đúng là hảo hán mà. Vườn thì không biết có sạch sẽ không, chờ thấy tốn tiền mua lại ống nước mới rồi nha. Hậu quả của việc ở trong phòng quá lâu đây mà. Làm gì thì làm, cũng ra ngoài hít thở khí trời xíu nha các bạn ơi. Mà lỡ có hít phải con Covid á thì đừng có nói tươi bài tầm bậy à nha. Rồi, giờ thì tới hai anh chàng này nè. Cần cù thì có đấy, nhưng mà hai anh ơi, bữa sau nhớ thắp nhang cho ông bà trước khi đi làm nha. Kéo lại bị hành như này đây. Cái tủ rớt rớt, hai cái cánh ra là hiểu luôn á. Chuyến này bày nguyên tháng lương rồi quý vị ơi. Tiếp theo hãy đến với hai chú voi dễ thương này. Mà khoan, nhưng khoảng chừng là 2 giây. Trời đất ơi, tự nhiên bị tua quần à. Không những vậy còn bị lộ hàng, phải nhờ người ta mặc lại cho nữa chứ. Quê muốn đổi cái quần luôn vậy á. À mà may, đó chỉ là bộ đồ thú thôi nha. Chứ đồ thiệt, tôi không có dám up video lên cho mấy bạn xem đâu à. Thôi, bỏ qua cái vụ bị tụt quần đi ha. Cùng đến với cặp đôi sống ảo này. Muốn có ảnh đẹp hả thì xoay nhẹ nhẹ xíu thôi. Ai biểu xoay cho cố chi rồi té cái đuổi cả hai luôn. Thôi, tầm này làm cái bộ ảnh đi bơi luôn là vừa. Chứ tính sao nữa đây. Thật sự bị sếp mắng mà xem những clip này hả thì cũng đỡ stress anh em ha. Nên là đừng quên đăng ký kênh và vào thăm chúng mình hàng ngày để có thêm nhiều tiếng cười nha. Cũng đừng quên chia sẻ những câu chuyện lầy lội hài hước của các bạn nè. Con ngọt. Hy vọng là sau khi xem một vài tình huống vui nhộn vừa rồi sẽ giúp anh em có thêm động lực làm việc nè. Đừng quên là nếu buồn thì ghé thăm chúng tớ để nạp thêm tiếng cười nha. Cũng đừng quên là chia sẻ những câu chuyện vui nhộn tương tự của các bạn ở dưới comment nha.